thiêu hủy gia cầm ở Anh, tin từ Naperton, Driftfield, Anh Quốc. Giới chức Anh Quốc tuyên bố các kết quả thử nghiệm cho thấy, vi khuẩn cúm gia cầm trong một trang trại nuôi vịt ở Bắc Yến Linh là loại vi khuẩn H5N8. Giám đốc Y tế và Sức khỏe Công cộng Yên Linh trích dẫn lời tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Môi trường, Thực phẩm và Công tác Nông thôn nói rằng, đe dọa lệnh cấm đối với người dân rất thấp. Khoảng 6.000 con vịt trong một nông trại ở Cherry Valley bị giết chết bằng hơi ngạt trong ngày và đã được thiêu hủy tại một địa điểm hẻo lánh một vùng giới hạn 10 cây số được thiết lập chung quanh nông trại. Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO nói rằng các loại chim khác ở Âu Châu cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn và cũng có thể có trường hợp vi khuẩn lây sang người. Hòa Lan đã phát hiện vi khuẩn cúm da cầm H5N8 trong một nông trại có 150.000 con gà ở làng Hekendorp. Cơ quan an toàn thực phẩm và sản phẩm tiêu thụ Hòa Lan cho biết số gà đã bị thiêu hủy, nông trại được sát trùng và một vùng bảo vệ an toàn đã được thiết lập. Cao ủy Liên Âu khen ngợi phản ứng nhanh chóng của Hà Lan và Anh, nhưng cảnh báo bệnh dịch có thể lan rộng. Chuyên viên Ron Fortier cho biết vi khuẩn khám phá ở Anh cũng là một loại đã tìm thấy ở Đức trong đầu tháng này. Các nước Pháp, Tây Ban Nha và Ý rất có thể sẽ bị lây nhiễm vì giống thiên Nga đang di chuyển từ miền Bắc xuống miền Nam.